Rồi cô quay lại câu hỏi nha, đi vào chuyên môn nha. Con muốn học nghề hay đại học? Nghề học nghề cô. Rồi, tại vì học phí nó sẽ mắc nếu mà học đại học. Cô không biết tình hình tài chính của gia đình mình như thế nào, nên cô vẫn nghĩ là nếu vậy thì con nên đăng ký hệ nghề. Phí nó rẻ, con chịu khó đi làm. Con sẽ đăng ký chương trình hệ nghề, ví dụ con muốn là cơ khí đúng, đúng chưa? Cơ khí thì có cơ khí sửa chữa, cơ khí chế tạo. Những ngành nghề này thì thuộc nhóm STEM, cho nên là vẫn được ưu tiên định cư, nằm trong mục tiêu định cư của Úc hết. Chỉ có học thôi, con là con trai mà. À, khi học nghề này thì xin việc làm nó hơi khó, thì các bạn chưa có kỹ năng thì khá là khó khi xin việc làm đúng chuyên môn, nhưng mà con có thể làm việc kiếm tiền ở cái chuyên môn khác. Rồi sau một năm đi học chứng chỉ ba, chúng ta sẽ học cái gì? Chứng chỉ ba này, chứng chỉ bốn này, chứng chỉ cao đẳng này, hoặc là thậm chí là cao đẳng nâng cao, học 2 năm rưỡi, đúng không? Thì sau khi học xong chứng chỉ ba, con có thể bắt đầu xin việc làm trong cái chuyên môn mà mình đã học được rồi, để tích lũy kinh nghiệm. Rồi sau 2 năm hoặc 2 năm rưỡi, con sẽ đổi qua cái visa gọi là visa 48 năm. Visa cho phép làm việc 2 năm ở Úc để con tích lũy thêm kinh nghiệm làm việc, kiếm thêm tiền, và mình có thể chuyển định cư ở cái giai đoạn của visa 48 năm đó. Nắm được không? Vậy thì bây giờ cái chuyện học trường nào, học vùng nào cô chưa nói nha. Các con đường đi sẽ học là học như thế đó. Rồi bây giờ quay lại cái chuyện nè. Vùng nào? Mình có bà con ở Úc không? Con không có bà con ở Úc thì con có thể lựa chọn một cái vùng mà nó tương đối là dễ định cư. À, có thể là đi Queensland hoặc là Nam Úc hoặc là Darwin, nó sẽ dễ hơn so với đi vô cái vùng Melbourne hoặc là Sydney. Tại vì cái chương trình định cư này cô nói là các ngành nghề này nó ở trong các nhóm cho phép định cư của tất cả các vùng miền, cho nên bạn đi đâu cũng được, nhưng bạn đi về cái vùng regional thì bạn được cộng thêm điểm. Tại vì bạn học khóa học tối thiểu 2 năm mà được cộng 5 điểm, bạn học ở vùng sâu vùng xa được cộng 5 điểm. Nếu học ở trung tâm Melbourne thì bạn sẽ bị mất đi 5 điểm cộng đó. Rồi, cái thứ nhất là cái vấn nhất là vấn đề học vùng nào. Cái thứ hai, xin visa thời điểm hiện tại cái khó nhất là không phải là vấn đề tài chính nữa mà năng lực ngoại ngữ. Tại bây giờ hiện tại Việt Nam mình được xếp vào level 1. Cho nên vấn đề chứng minh tài chính gần như không còn cần thiết. Nếu như con thi được tiếng Anh IELTS khoảng cỡ 7 chấm, còn nó 6 chấm là được rồi. Đầu vô của nghề nghề nó chỉ có 5 chấm rưỡi thôi. Nếu con điểm tiếng Anh tốt hơn thì sau này con chuyển định cư cho nó dễ. Với lại con còn 1 năm nữa thì con ráng ít nhất là 6 chấm điều cho cô. 6 chấm điều trở lên nha. Thì sau này thứ nhất, con muốn chuyển con visa 48 năm, con cũng sẽ cần 6 chấm điều đó. Con vô học trong các trường, khả năng ngoại ngữ trên 6 chấm thì con mới đảm bảo cái việc là lên lớp một cách hiệu quả được. Giao tiếp giáo viên nước ngoài tốt. Còn dưới mức đó con sẽ gặp khó khăn trong khi học. Rồi cái việc xin visa đã không còn là vấn đề trở ngại nữa, thì cô chỉ nói là mình sẽ tốn một ít tiền chi phí để đóng tiền học phí. Thông thường các trường sẽ bắt đóng khoảng cỡ một học kỳ khi nộp hồ sơ xin visa, và mua bảo hiểm y tế cho 2 năm. Bảo hiểm y tế 2 năm nó khoảng cỡ 1.000, 1.300. Nếu mà học chương trình 2 năm rưỡi thì con sẽ chuẩn bị bảo hiểm y tế gần khoảng 2.000. Tiền học phí mình đóng trước một học kỳ. Học phí của trường ví dụ 15.000 một học kỳ, nó khoảng 7.500, thì chúng ta sẽ chuẩn bị trước 7.500 đó. Cộng với cái tiền chi phí là tài liệu sách vở và đăng ký nhập học thì con sẽ chuẩn bị thêm khoảng 500. Rồi cộng hồng hồng thì con phải chuẩn bị phí khoảng cỡ 9 đến 10.000. 9 đến 10.000 đô Úc khi nộp hồ sơ xin visa. Sổ tiết kiệm bắt buộc ba mẹ vẫn phải mở cho con một sổ tiết kiệm ngân hàng trị giá khoảng 1 tỷ, à, tương đương khoảng hơn 62.000 á, 62.000 đô Úc. Đó là quy định về chứng minh tài chính của Úc. Nó nói là không chứng minh tài chính, nhưng về mặt công tác con vẫn phải mở một sổ tiết kiệm khi nộp visa. Thì em nói này, cái việc làm hồ sơ visa thì không có khó, mở sổ tiết kiệm nó đơn giản. Chỉ có bây giờ là phải lo mà học tiếng Anh cho giỏi vô, để cho con có cái khả năng đậu visa cao hơn. Cái việc học tiếng Anh ở bên nước ngoài nó sẽ nhẹ nhàng xuống cho con. Con vẫn còn 1 năm nữa để làm cái chuyện này. Vẫn duy trì điểm thành tích học tập của mình 8 chấm hơn, rồi ráng học tiếng Anh nữa là ok rồi. Còn học trường nào, học ngành nào, cô nói cơ khí thì có nhiều trường đào tạo lắm. Con có thể đi bất cứ tiểu bang nào để dễ định cư, con nghĩ đi Darwin cũng được. Thành phố đó nó hơi nóng, nó hơi khắc nghiệt một tí xíu, nhưng bù lại nó tương đối dễ để mà định cư. Thì mình đâu có bà con ở đâu đâu mà phải tính toán, đúng không? Chỗ nào vô sớm nhất, định cư sớm nhất là vô. Sau này định cư xong rồi chúng ta có thể di chuyển qua cái vùng dễ hơn một tí xíu. Chỉ xin việc làm thì cô nghĩ chỉ có mấy ngành thôi. Nông nghiệp là một, nếu con đi Darwin thì nông nghiệp dễ xin. Thứ hai là nhà hàng thì dĩ nhiên nhà hàng ở đâu cũng có. Xin việc làm trong lúc đang đi học là nhà hàng là dễ xin nhất. Còn một số bạn đi theo cái ngành xây dựng nữa, ngành xây dựng giống như ngành
sơn nè, là carpentry, là thợ mộc nè, nó nằm trong một định cư á, nhưng con thích cái ngành nào thì sau một năm đi con cứ đi học tiếng Anh đi, rồi từ từ mình nhận mình thích cái công việc gì hơn. Nếu con thích công việc gì về 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 về, về lĩnh vực chuyên môn của cô thì cô hướng dẫn cho con, chứ giờ đừng có vội quyết định là mình sẽ học cái ngành gì. Mình một năm nữa mình mới đi du học, mình sẽ quyết định là lúc thời điểm đó cái danh mục ngành nghề định cư nó đang ưu tiên những ngành nghề nào, và mình lúc đó mình mới cảm nhận là mình thích cái chuyên môn gì nữa. Con thích cơ khí thì vẫn đi cơ khí được, nhưng cô nói đó cơ khí thì không dễ xin việc làm trong lúc đi học, tại vì lúc đầu con chưa có kinh nghiệm thì ai đâu mà nhận con vô đi làm bếp thì dễ, chứ còn đi làm cơ khí thì không được. Cơ khí lúc đầu mà vô xin việc thì khó lắm, cho nên con phải đợi một năm chứng chỉ ba của con học xong rồi con bắt đầu xin việc làm thì mới được. Rồi điều dưỡng đúng không, con muốn điều dưỡng thì ngành nó ngành nghề điều dưỡng học phí hơi mắc, nó cũng khoảng hơn 20 mấy 30 ngàn Úc á, đầu vô cũng là 7.0 IELTS. Nãy cô nó xác định rồi, con ráng tiếng Anh càng cao càng tốt mà đúng không, học bổng được khoảng cỡ 10%. Ra trường của ngành điều dưỡng nó không phải là 7.0 IELTS để con làm cái thẩm định nghề đâu, mà con muốn xin việc làm được con cần 8 chấm. Học phí mắc nha, học giỏi thì mới ra trường được có ngành điều dưỡng. So với Việt Nam thì y tá điều dưỡng thì dễ quá, mà có gì đâu mà phải suy nghĩ như Úc, không đơn giản như vậy. Nó thuộc về ngành nghề về sức khỏe cộng đồng, nó yêu cầu cao khả năng ngoại ngữ của người đi làm. Mình là người nước ngoài vô mình chữa trị cho dân trong trong nước, cho nên cái yêu cầu ngoại ngữ của mình phải đủ để mà giao tiếp tốt với người bản xứ, và IELTS 8 chấm con mới khả năng xin việc làm được. 7 chấm là yêu cầu đầu ra để con làm thẩm định nghề với thằng APRA, nhưng mà để làm thằng Registered Nurse con ra trường con phải thẩm định nghề được. Và con muốn như vậy con có thể đi hai con đường, một là cao đẳng rồi chuyển qua hệ đại học. Cao đẳng đầu tiên mình đi chứng chỉ nghề về cao đẳng về về y tá rồi sau chuyển qua đại học. Tại sao đi cái hướng đó? Có một số bạn họ muốn làm như vậy là vì sao? Sau khi học chứng chỉ cao đẳng 2 năm, học phí cao đẳng nó sẽ rẻ hơn một chút đúng không? Nó chỉ có chừng 20 ngàn một năm thôi, học 2 năm. Nhưng mà 2 năm ra trường xong thì con làm được cái gì? Con đã có một cái bằng để con có thể đi xin việc làm. Nó có lúc là con là enroll nurse ha. Ra trường chương trình cao đẳng 2 năm lấy cái bằng nó bắt đầu có thể xin được trong nursing home, viện dưỡng lão hoặc trong một trung số trung tâm y tế thì xin việc làm kiếm tiền được rồi. Để tiếp tục liên thông lên ngành đại học học thêm 2 năm nữa thì con ra trường thì con mất thêm 4, coi như con mất 4 năm. Nhưng mà con có thể tách cái thời gian học của mình ra vì học phí ban đầu của mình nó rẻ. Đầu vô vẫn là IELTS 7 chấm nha, cao đẳng không có giảm tiếng Anh đâu, vẫn là 7 chấm IELTS. Chỉ có lợi là lợi cái gì? Học 2 năm sau bắt đầu sử dụng cái bằng cấp đó đó để xin việc làm. Đã có thể kiếm được tiền liền hơn 30 đô một giờ rồi. Rồi sau đó tiếp tục nâng lên hệ đại học. Sau hệ đại học xong thì chúng ta bắt đầu thẩm định nghề để định cư, đó là Registered Nurse. Và vẫn yêu cầu 8 chấm IELTS hết, không khác gì nhau. 7 chấm là để thẩm định nghề thôi, định cư là phải 8 chấm. Thứ nhất, điểm định cư nó có so kè giữa các đối tượng của những người ở các nước khác nhau. Và thứ hai nữa, cơ hội việc làm, nếu con không xin được việc làm trong ngành nghề này, con sẽ không đặt định cư được đâu. Tất cả các bạn học sinh ở Úc sau khi ra trường bắt buộc phải có công ăn việc làm mới xin được visa định cư nha. Thì hiện tại nó là như vậy đó. Đặc biệt ngành y tế, điều dưỡng là nó là như vậy. Ngoài ngành điều dưỡng đó có ngành gì? Ngành dịch vụ xã hội, community service. Dịch vụ xã hội thì nó không không có được lương lậu việc lâu dài giống như ngành ngành nurse, đúng, nurse sẽ được nhiều cơ hội việc làm tốt hơn. Nhưng mà nó cũng nằm trong dịch vụ định cư, nó hiện tại nó cũng đang là ngành hot, đang thiếu hụt nhân công lao động của Úc. Từ bếp thì học phí nó rẻ, giờ học phí một năm chừng 10 mấy ngàn thôi, học 2 năm chừng 20 mấy ngàn. À, con có thể xin việc làm trong lúc đang đi học được. Người bếp thì học từ lúc đầu vô làm phụ bếp, sau mình chuyển qua chương trình làm bếp chuyên nghiệp, rồi xong khi ra trường xong mình đổi visa 4-8 năm đi làm thêm mấy năm nữa rồi mình chuyển định cư vẫn được. Ví dụ con đi Đắc Quyên, con thấy là ra trường xong là chỉ cần kinh nghiệm làm việc có mấy tháng là Đắc Quyên nó cho cô thư mời làm cho định cư rồi. Nhưng có vấn đề là thẩm định nghề, skill assessment, cho nên là nếu mà con đổi qua visa 4-8 năm một có một khoảng thời gian thì nó bắt buộc tất cả các vùng mà nó dễ nó miễn chứ mình miễn cái phần thẩm định nghề thì nó đỡ. Còn nếu nó yêu cầu thẩm định nghề thì con gần như là con phải làm khai thuế sớm lúc con đi qua con đi học. Con khai thuế sớm đi là để làm gì? Tích lũy kinh nghiệm việc đó, sau này con chuyển định cư cho nó sớm. Thì ngành bếp giúp con được chuyện đó. Vậy thì bạn phải ráng học tiếng Anh. Sau một năm bạn nói là chuyện với cô là con muốn làm hồ sơ, con đi ngành gì, lúc đó cô hướng dẫn cho con thêm.